đang đi chợ để coi cái sản phẩm nào, ủa lộn, không phải sản phẩm nào mà coi cái loại hải sản nào mà mình thích. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video clip này để coi gia đình Ngọc sẽ ăn món gì nha. Đây thì nhiều hả? Đây thì nhiều. Hầu bao nhiêu đây hả? Chị ăn còn nhỏ này em hai. Đây có tôm hùm ghẹ, tôm hùm ghẹ tươi. Các loại ốc cả nhà. Đúng rồi. Chị giới thiệu đi, chị giới thiệu đi, ghẹ bao nhiêu một ký? Là bao luôn đúng không? Bao ăn đấy. Hai còn này bao nhiêu? Bỏ quay từ từ cho mọi người coi cái con kêu hai còi 300.000 một ký. Rồi còn để anh ấy ăn mà ngày nào cũng ăn. Còn loại trong này. Mấy con cá này là chân thôi phải không? Chứ đâu bán hả? Đúng rồi, cái đấy chỉ chân thôi em ơi. Thôi chứ con cá đen mới bán kìa. Cá chân là 800 con. Còn thịt tuột á hả? Hồ tôm hùm. Ở đây hồ tôm hùm này bao nhiêu một ký chị? Đây là tôm hùm 2.2 triệu một ký. Là 2.2 triệu là tôm xanh đây. Ờ đấy. 2.2 triệu. Còn tôm bông con vàng vàng đó là 2.2. Có con tôm xanh này chưa tới 1 ký đâu. Chưa. Phải nào. Hai con này ăn nó khác nhau như là con to. Rồi bây giờ chọn đi, chọn ốc gì đi. Con hàu của mình sao chị? 15.000 một con hàu, hàu tươi hết. Hàu thì hàu sống luôn 15.000 Việt Nam đồng một con. Ngon quá, mày chưa? Mày ngồi chưa? 300.000 ký. 300. Con này con gì nè? Con đống nhảy đấy bạn. Nhảy. Ốc nhảy hả? Mà sao ốc nhảy có mấy con tôm trong đó nữa? À đấy thả mà cho nó à. Cái này là ốc nhảy. Chị này đó các bạn. Hôm vừa bước vô là chị nói là chị coi kênh YouTube của Ngọc. Ủa vậy hả? Ồ vậy là bà không biết giảm giá đó là thôi luôn á. Dạ. Đây nè mọi người ơi, sau một buổi đi chợ phân vân suy nghĩ và tính toán thì gia đình đã đổi được những cái món ăn mà Ngọc nghĩ là tất cả mọi người sẽ thích. Thì để bây giờ chỉ còn chờ bạn là ra coi cái gì này để chế biến những cái loại sản cho mọi người. Một cái điều Ngọc để ý là mấy bữa nay Ngọc đi về là Việt Nam mình ăn người ta đưa ra rất nhiều loại nước chấm, rất là nhiều luôn. Cái này là gọi là cái này là nước mắm ớt nè, còn có gừng nè, xong rồi nước tương, rồi còn muối tiêu chanh nữa, rất là nhiều loại nước chấm luôn á. Trên bàn là toàn nước chấm không à? Tại vì nhiều loại thức ăn á thì sẽ có nhiều loại nước chấm khác nhau. Wow, lẹ dữ vậy. Cái con này con gì đây? Ngao hai cào. Ngao hai còi. Còn biết sao gọi là ngao hai còi là tại vì cái này là hai cái còi nè phải không? Ngao hai còi thì cái này là đường hấp. Hấp mà này không, cái này hấp gừng chứ có xả này hấp gừng không nè. Hấp hành gừng, hấp hành gừng. Hấp hành thơm, đồ tùm lum này nè. À ngộ ha. Rồi có cần nữa. Cần luôn. Rồi mà cái này chắc ăn với lại nước mắm này quá. Đây là có lẽ nè. Đây là ốc nhảy làm ba đa. Làm ba đa. À đây là cái đồ mà để lễ em lễ ăn hấp nè. Kim tây đó. Hồi xưa chuyên gia quê mình là ăn hang kim tây. Cái này nó cái này nó khổ nhẹ hơn em, cái này nó khổ nhẹ hơn. À cái nhựa mà nó sâu vào trong. À nên ra cái nó cứng chứ còn không mấy nào nó bị gãy. À. Rồi ok cả nhà mình mời cả gia đình mình đi. Hả? Mời cả gia đình mình thưởng thức đi. Bây giờ thì hiện tại là đã. Đó. Bây giờ là hiện tại đã có hai món ăn thì bây giờ nhà mình sẽ thưởng thức. Chồng Ngọc hôm nay là những cái món ăn này Ngọc biết nó sẽ không có hợp với khẩu vị của anh đâu, nhưng mà không lẽ bây giờ Việt Nam đi ăn đi tới Vịnh Hạ Long mà ăn thịt bò. Đây đây đâu có thịt bò đâu.
thì chồng Ngọc thì tối nay anh sẽ phải thưởng thức những cái món hải sản của Việt Nam. Đây. Một lát nữa trên đường về sẽ order Burger King hamburger cho ăn. Không ăn, không ăn gì trơn. Đó là trưa kia gọn cái cục thịt bò đó mà ăn có mấy hai ba cục cái miếng đó kìa thôi đó. Em thấy thêm trên clip đó của anh xíu là của anh nhiều. Nhiều hay ngồi. Đâu thử kia hay ngồi coi. Giống với lại cái nước mắm gừng. Rồi xin mời tất cả mọi người nha. Cay. Không nói đó, giấm đó cay à. Cay. Cay rồi. Ngọt hả? Mà có cay không? Không cay, nó coi kìa đâu. Tại vì thấy nó kẹo như này nè. Rồi bây giờ là tới ốc nhảy là Lambada nè. Ốc nguyên dạng. Ồ, đây là lần đầu tiên Ngọc ăn cái con này luôn á. Cái nghĩ hôm nay đang cái đít. Ấy cái đít thì cái đít nó bị đắng. Wow, nhìn cái con rất là lạ luôn. Còn ốc nhảy là cũng chấm dưới đây luôn hả? Chấm cái đó cũng được, hoặc chấm mình có muối tiêu chanh nè. Wow, tiêu chanh để ý nè. Ốc thầy chống với cái này. Phải không? Rất là thầy chống với cái này. Hồi nãy cái con này là 1 ký là bao nhiêu tiền? 600 ngàn. Ốc nhảy này là 4 600 ngàn các bạn. Cái này không có chấm hai thứ nặng lượng mà chấm cái này đúng hơn nè. Cái này còn chấm cái này đúng hơn. Cái này còn chấm cái như thế này. Phải không? Thì để con gì chấm. Thử rồi, thấm cho tới chữ là. Cắt cái đít cho thì quên, cắt cái đít ăn con ốc á. Không, ốc nhảy này ngon nha. Nó giòn sạch sạch. Béo béo và cũng có dai nhưng mà không phải là bị dai ấy. Ngon à, nhảy này ngon á. Rồi đấy chưa, ốc nhảy đó chưa, nhảy rồi đó. Maybe this is called dancing snail. Ngon ốc nhảy này ngon. Dance straight out of the yeah. Ngon mẹ. Thấy hao ngao hai còi là cả nhà mà bên kênh con là thấy thường rồi. Và đang thường ăn ngao hai còi. Chuyến này Ngọc về Việt Nam là các bạn thấy Ngọc được thưởng thức những món ăn rất là ngon luôn. Bây giờ Ngọc sẽ thử cái con lươn heo hai còi này với lại muối tiêu chanh, muối tiêu chanh. Ăn cái muối tiêu chanh nó hay hơn, nó ngọt. Nó ngọt. Nó ngọt con heo. So what do you think, baby? Oh, it's good. It's good? Not too bad? Not too bad. Đây này các bạn ơi, thì hồi nãy là có kêu 10 con hàu sống. Mình muốn ăn thử cái hàu sống ở biển nó như thế nào. Thì mình thấy là hàu sống là khi mọi người mở cái nắp ra thì mọi người có bỏ cái gừng ở trên đó. Cái nước mà cái để chấm chung á là nước tương với lại mớ chanh nè, với lại có rau nữa. Hơi là lạ ha mọi người ha, cứ hai nướng mỡ hành nhé. Cứ hai nướng mỡ hành ra luôn. Cứ hai nướng mỡ hành. Đó, kêu như vậy là Ngọc thấy dừa rồi đó mà. Ừ. À. Rồi đây, cứ hai nướng mỡ hành đây, phải mở ra vậy mới thấy là nó đẹp phải không? Không thấy, nó không thấy gì hết. Đó. Cái con này hồi nãy chị Dung giải thích là cái con này giống như cái con dạng ốc vòi vôi vậy nhưng mà đúng nó rồi. Là hình thức nhỏ nên gọi là tù hai. Tù hai baby. Dạ. Tù hai baby vậy? Đúng rồi. Baby so cute, không bay không bay que không? Ừ. Và bây giờ Ngọc sẽ thử ăn cái con hàu sống này trước. Ngọc nghĩ Ngọc sẽ lấy cái gừng này ra. Đây các bạn. Sẽ cắt chanh vô. Các bạn ở đây xắt cái miếng chanh bự quá. Chanh sắc rưỡi trái chanh luôn. Đó. Xong rồi dài. Chanh này chua lắm nha. Chua không? Chua không phải chanh vàng vàng ở bên kia đâu nha. Thử coi. Để thử ăn không với chanh nặng nặng ở đây. Không vô hả? Là mày ăn chua cũng khiếp à. Rồi, nghe ra đây. Wow. Hả? À, nghe
ghẹ đặc sản vùng miền hả? Mà ghẹ này hồi nãy là cô quanh đòi đòi là ghẹ đực đó, để cho thịt nhiều. Chứ còn mà ghẹ tăm muối này. Ồ, tăm mầm tăm muối luôn. So this is the lobster? Yeah, this is the lobster. Chồng một là anh đang này nãy giờ anh chờ. Đó, cái đó đó. Chờ cái món tôm hùm đó. Đây là tôm hùm. Tôm hùm này thì nãy là 2 triệu 2 một ký. Tôm hùm bông. Tôm hùm bông. Oh. Đầu mình là chiên muối, rang muối. Rang muối, tôm hùm rang muối. Còn mà đầu thì là nấu lẩu. Ở đầu là nấu lẩu. Chồng một ăn thử coi sao. Thịt gà. Còn đây là đây bây giờ mình sẽ thử mà tôm hải nướng là đây là tôm hải nướng mỡ hạt. Bây giờ mỡ hạt phải chấm như này. Đó thì mới dĩa này nữa ta. Làm mời cho ba ăn con không? Ủa hồi nãy ăn bên kia hả? Ừ. Cho này quên ăn thử tuần này à. Nghe chứ. Đó rồi. Đó ngon á. Đuôi tôm hùm nè. Không có cái nĩa hết ta. Trong đây có nè con. Đây. Giống giống thịt gà. Giống thịt gà hôm qua hôm bữa ăn mười khó. Ok vô cái chia cái mình kiếm được Hạ Long đi. Tuyết rơi rất nhiều. Hơn quá chúng ta đang ở đây. Ngoài kia tuyết rơi đầy. Trời ơi. Không ai khác trên đời để mà em tiếp chắc xong rồi chiều. We left just in time. Coi thấy không? Bóp thử coi nó ấy không? Thấy nó không có được. Cứ cứng không à? Nó chắc không à? Đây. Cũng được. Không có nổi thôi chứ còn không mà chắc lắm. 600.000 ký, 800.000 ký rồi nè. 800 ngàn ký đó.
Con ghẻ nó đặc biệt, cái nó thơm, nó ngọt mà nó thơm. Nó thơm lắm. Việt Nam này ghẻ xanh là ngon nhất. Đúng rồi. Ghẻ này ghẻ xanh nào? Ghẻ xanh là ok. Ngọt không? Ngọt rất là ngọt. Hấp dẫn thì nghĩa ghẻ lên, cái hấp dẫn liền. Đó, bây giờ giòn rồi. Ok, như thật là sao cho ăn chanh ác dữ vậy trời. Trời đất ơi, không được đâu nha. Không được, có gì không được. Tuột máu à. Chua quá, tuột máu á. Đây. Đây. Nguyên cái cục này thấy ai nhịn cho nổi. Con bạn này nhịn mày nhỏ không? Chấm vô. Vô chanh. Baby, you want it? No, that's you. Rồi. How are you? Này là đang ngọc ngọc tưởng tượng, ngọc đang ăn cái đùi ớt, chứ không phải là đang ăn ra ghẹ nữa. Đậu tôm hùm này đó nha. À, đậu đầu. Đây ở đây có chú là người ở đây sáng nay bay cùng chuyến bay với gia đình đi ra Quảng Ninh. Thành ra là chú nói là cũng hay xem cái video của Ngọc nữa. Fan xem Ngọc. Đó, fan của Ngọc luôn. Đấy, đây là chú mới cho mình địa chỉ mình ra đây. Thật ra là mình mời chú ra đây dùng bữa tối với gia đình luôn. Chào tôm hợp. Hai cái đầu tôm với thịt luôn á. Thịt luôn của anh cái này. Cái hải sản Hạ Long này, ăn nó rất là ngon. Dạ. Nó không nhạt. Đâu, rồi Ngọc thử cái củ đầu chín chưa ta? Chín rồi. Đây là cái đầu của tôm hùm đây các bạn ơi. Nói chung là cái đầu của con tôm hùm bông này thì sẽ không có cái nhiều gạch như là cái đầu của con kia. Không biết chút chua ngọt hay sức gì vậy ta. Ở thử, cái này chắc chua quá. Nghĩ chắc thấy chua. Thấy có nấm nè, thấy có gừng nè. Ở đây người ta ăn gừng rất là nhiều hả? Thấy ớt nữa. Thầy thời tiết ở đây thời tiết hơi cũng hơi the lắm. Ngọt. Không có chua. Vậy là lẩu ngọt. Lần đầu tiên là gạch gạch của con cua này là con tôm này luôn á. Đâu có, cái tôm này gạch nhiều lắm chứ, cái đầu nó cũng thịt nhiều lắm á. Không, giờ cái bèo cái gạch gạch ở đó là thịt nhiều. Đúng rồi, rất là nhiều. Tôm bơ á, cua tôm này á, hồi nãy nếu mà hấp á, một cái sẽ ngon hơn là cái răng muối á, nó hơi bị khô. Có kiểu quá rồi. Cái này nhiều dầu. Dạ, làm tám ngày nhà hàng luôn, mà biết bia dễ sợ. Đúng
Đó, dùm dâu nhà hàng Thiên Hương nè, Hương Duyên nè, đó. Chị quản lý thì biết PA nhà hàng chỉ ghê không cả nhà không? Ba vô luôn à? Vô luôn đi. Ba vô luôn. Được chưa ạ? Xin tấm hình lưu niệm cái nha. Ông đến ông vừa rồi đó thì khi kết thúc cái bữa ăn này cái chú muốn mời gia đình đi thêm hát karaoke đó. Mọi người ơi, cái video mà nãy giờ ăn hải sản rất là ngon luôn. Nói chung là đây là một cái nơi mà ăn hải sản, nói chung là giá cả thì sẽ tùy theo mùa. Cái hiện tại bây giờ thì cái mùa này thì giá cả hải sản hơi mắc, nên là các bạn có thể lựa chọn những cái mùa khác để mình có thể đi ăn cho nó hợp với túi tiền mình hơn. Nói chung là tất cả mọi thứ đều tốt. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái video clip này. Còn những cái nhà hàng nào mà mọi người muốn Ngọc tiếp tục quay review cho tất cả mọi người thì mọi người hãy comment ở dưới để cho Ngọc biết cái nhà hàng đó mà Ngọc Liên ăn để review cho tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip ngày mai.